Đấy, báo cáo các bác, đây là buổi tối ngày thứ bảy, có nghĩa là ngày 17 tháng 12, cũng cuối năm rồi. Chúc các bác, các ông sức khỏe để đón năm mới, năm 2023 sắp tới. Và đợt này rét, đâm ra là em lên lồng. Đấy, lên lồng để cho chim nó ấm, này, dùng áo che. Đây là anh Vương, bên nhà hát chèo quân đội này. Đấy, để cho anh gửi cho anh hai con. Đấy. Thì hôm nay thì đồng chí Thao, cháu tao xin giới thiệu mấy một cái đôi mà nó được thuần nuôi. Đấy, thuần nuôi thì cái dòng này thì nó cũng đến cái lúc tách thì em sẽ view cho anh em một đôi. Không bán chim cỏ, không bán chim nào là chim da chim luôn. Đây. Đây là báo cáo với các bác là bố mẹ của nó đây. Bố mẹ của nó thì bắt đầu lại đến cái lúc bắt đầu nháy cánh, bắt đầu muốn lên ổ rồi. Đây. Con mái này là mái âm đồng, còn con thổ là dòng pha. Đấy, nhưng mà may là con của nó mấy đứa đều là theo mẹ nhiều. Đấy. Đấy, con mái này thì âm đồng xịn sò luôn, chim thì nó giống mẹ nhiều. Đấy, còn con bố này thì nó may là nó vừa mấy con mái nó thuần để em ghép vào. Thì đây là phân chim. Đấy, bây giờ là giai đoạn này là giai đoạn chim con bắt đầu đến lúc tách mẹ được rồi. Đấy, thì đôi này thì chắc chắn là một được một cái rồi. Đấy, chắc chắn. Các bác thấy là đôi chim đã ăn lúa được rồi, bắt đầu có hai hạt cườm. Đấy, và các bác thấy là đây này, các bác nhìn này, nhận biết chim đực chim gái biết ngay này. Con này, này em đầu đầu tiên em đố đó, em đố các bác con nào con đực con nào con cái, cho các bác 10 giây để các bác biết. Và xin thưa với các bác, nếu bác nào tinh ý bác nhìn thấy ngay này, con bên trái này là con đực đấy, con bên phải màn hình là con cái. Anh em nhìn này, con cái đầu nó tròn hơn đấy, đầu nó tròn hơn đấy, đầu tròn hơn đấy. Con đực này thì đầu nó vót hơn, trái chám hơn. Đấy. Em hướng cho anh em nào chơi kỹ nhá, chơi giống kỹ và chơi những cái hàng không chơi hàng cỏ nhá. Em video của em đăng thì giá nó hơi cao nhưng mà em không có nhiều. Bán những cái đôi này thật sự là rất là tiếc. Đấy anh em nhá. Cam kết cho anh em là zin đôi luôn. Zin đôi luôn. Và nói rõ luôn là con chim này là con chim đực. Đấy. Nếu như anh em nuôi sau 6 tháng 1 năm không phải được cái, em sẵn sàng có trách nhiệm và đổi trả cho anh em. Đấy, đây là con cái. Đây. Em di chuyển con cái này cho nó đi ra đằng này cho nó gần thành đôi. Đấy anh em. Một đôi chim đến cái giai đoạn mà nó đã ăn lúa được rồi. Đấy. Chim bố và chim mẹ bắt đầu lên ổ để tạo ra lứa mới. Thì đôi này thì ưu điểm của nó là bố mẹ nó rất là thuần, nên là em để ở chỗ này. Và em cũng bón cùng với bố mẹ nó, đâm ra là cả bố cả mẹ cả con là đều sơ soạn thoải mái đấy. Đâm ra là công thức của em là đây, con chim mái của nó thì là dòng chân đỏ, dòng chân đỏ đấy anh em, gia đình đấy, thậm chí bố mẹ nó cũng hơi chõm chọe con rồi, nó chuẩn bị đuổi con đi để nó sinh sản lứa mới. Các bạn nhìn chuồng chim bắt đầu bết phân rồi đấy. Đấy, đấy là các anh em nào nuôi chim sinh sản. Em nói rõ là con bố này nó chỉ là giọng pha thôi, nhưng con mẹ nó là con thổ đồng xịn. Đâm ra em bán. Đấy anh em nhìn con chim đực. Anh em nhìn con chim đực thôi rồi luôn. Đấy, 1.000 phần 1.000 là có đực có cái nhá. Bởi vì em là người nuôi lâu rồi, những đôi nào mà em bảo 50-50 hoặc là không rõ thì em nói rõ không rõ. Còn đôi này là con này là con đực, và con này là con cái. Con cái này. Đấy. Thì báo cáo với anh em là đôi này là em để giá cho anh em nhá. Em để giá cho anh em là, ôi chưa, hết pin rồi. Em để giá cho anh em là 1.200.000 bao ship. Đấy. Anh em nên nhớ là em cũng đã hết pin rồi. Rất tiếc là hết pin rồi. Đến lúc hết pin thì đèn flash đã tắt. Thì em chia sẻ với anh em cái tối ngày hôm nay, cái đôi chim này là đôi chim giống nhá. Đôi chim giống. Anh em đừng hỏi vì sao giá như vậy và vì sao như thế nọ thế kia cả. Đúng ra những con chim này, một con chim đực em đã để giá gần đấy rồi. Nếu anh em xem vãi video anh em biết. Nhưng vì là đây là cái dịp cuối năm
đấy cũng là sắp chuẩn bị trận gọi là chung kết nhất nhì và tranh ba tư rồi. Em cũng gần như là video này em gần như em lưới giá cho anh em khoảng tầm 300 rồi, nhẽ ra là 1,5 triệu đấy, thế nhưng mà em sẽ để cho anh em là 1,2 triệu đấy, và để anh em vào xem hai trận bóng đá còn lại. Thì có lẽ là cái những cái đôi này thì em cam kết với anh em là âm, có âm nhá, có âm đồng và bộ cực kỳ to phấn hồng luôn đấy. Anh em vừa xem, anh em sẽ xem kỹ đây đoạn video một đầu, em không hề zoom giếc một tí nào cả. Chim em chỉ cam kết là zin đôi, có trống có mái, và chim là đàn anh đàn chị của nó ra đồng rất nhiều, giống mẹ, may là con đực này nó hợp. Anh em nào nuôi sinh sản biết là đôi khi là chỉ cần con mái hay thôi, con mái hay nó còn quý hơn cả con trống. Đâm ra những đôi nào mà nó đã là theo dòng mái đúc thì là mái đúc hay là mái dòng anh em phải để ý để anh em gây ra. Đâm ra là em hướng cho anh em nào mà nuôi, kể cả nuôi hai con đa lọc lấy con đực cũng đáng giá, bỏ công nuôi 5, 6, 7 tháng, 1 năm. Đấy, thì đôi này là 1,2 triệu này em bao ship luôn. Thì anh em nào nhanh tay xem kênh chốt cho em để tạo ra những cái đôi chim giống mới. Ưu điểm là đây là chim Phú Thọ phấn hồng, gốc Phú Thọ xịn, gọi là mã ngỗng phấn hồng, chân đỏ, mắt đỏ vàng vừa phải, có huỳnh cườm, bộ siêu to và âm thổ đồng. Thì em hướng đến cho anh em nào muốn tìm lại những cái chim giống Phú Thọ gốc gác ngày xưa và đôi chim âm tốt, bộ tốt. Và ưu điểm tiếp theo là đôi chim này là em bón cùng với bố mẹ nó, em sờ soạn cùng với bố mẹ, đến giai đoạn này là biết ăn lúa và em tách ra để chia bớt cho anh em thực sự là muốn làm giống. Các ông các chú nào muốn thực sự muốn cần đến sự an toàn chắc chắn thì gây ra cho em một đôi giống như thế này. Em cam kết là zin đôi, một trống một mái có rõ ràng và bảo hành cho anh em trong video luôn. Đấy, anh em cứ ghi đấy, chim anh em nhớ lại cái phiếu này, giữ lại cái phiếu này, và đến lúc sau một thành quả đấy, em khi đưa chim ra là em cũng có làm dấu đấy. Đâm ra là anh em cố gắng là xem video và cảm nhận, chứ không phải là những chim đôi chim cỏ bán trên thị trường để mà so sánh được. Đấy, em không có nhiều, những cái đôi nào em đăng là những cái đôi mà kỳ công lắm, ngoài cái giá giống tốt mà em đã lựa chọn kỹ, ngoài ra còn có những cái sự lựa chọn về bộ và về âm và đặc biệt là về độ thuần, cái công rất là lớn anh em nhé. Anh em có thể liên hệ theo cái số đây. Đấy, số 0335305982 cũng là số gọi sim 1 và là số Zalo. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở cái clip tiếp theo. Đấy, chúc anh em xem nốt hai trận bóng đá thật là vui vẻ.